Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình Và mình là Tiểu Sư Phụ Update cho các bạn về dự án Troy Finance Europe 500.000 Token Troy Dành cho những người dùng Sản cách Swap trong khoảng thời gian Là ngày 15 tháng 10 cho tới Ngày 30 tháng 10 Như vậy là ngày hôm nay là ngày 15 rồi đúng không Thì ngày hôm nay thì chúng ta sẽ thực chiến Và uh, làm các cái uh, điều kiện yêu cầu để có thể đạt được cái aerob đến từ cái dự án soi finance nhé. ok như hôm qua thì các bạn có mình đã đưa tin và mình đã thông tin cho các bạn là người dùng ở trên pancake swap thực hiện ít nhất một trong các hành động này giao dịch hoán đổi và thêm hoặc là xóa thanh khoản ở trên pancake swap thì các bạn sẽ đủ điều kiện để có thể tham gia vào cái chức trình Aerobe chia sẻ 500.000 Soi Finance là một dự án rất là tiềm năng đến từ một cái mạng cũng rất là tiềm năng là cái mạng uh, Calisto này này Calisto Network này này. OK ở đây thì chúng ta sẽ cùng uh, thực chiến luôn nhé. thì chúng ta sẽ mở cái sàn Pancake Swap lên. OK thì các bạn có thể swap một lệnh này. OK đầu tiên thì chúng ta sẽ uh, thực hiện một lệnh swap để uh, cái này đủ điều kiện là là giao dịch hoán đổi một lệnh ở trên bán cách swap ví dụ mình sẽ swap sang đồng BUSD đấy các bạn lưu ý nhé các bạn có thể swap sang một cái cặp mà các bạn có ý định là các bạn muốn at cái cặp đấy vào pool thanh khoản nhé bởi vì chúng ta sẽ phải thực hiện ít nhất là hai thao tác thứ nhất là giao dịch và hoán đổi tức là swap đấy thứ hai là at hoặc là remove liquidity của chúng ta đấy thêm hoặc xóa thanh khoản ở trên bán cách Ok ở đây thì mình sẽ hướng dẫn luôn cho các bạn là ví dụ mình mua hai BUSD đi mình mua đồng bằng đồng BNB này nhấn swap nhấn confirm swap Ok sau đấy các bạn nhấn xác nhận nó mất một ít phí nhá Ok thì các bạn sẽ thấy là chúng ta đã làm thành công rồi Bây giờ mình sẽ vào cái pool để mình add pool thì mình sẽ vào đây này các bạn này mà mình sẽ vào cái phần farm này, này mình sẽ xem có cái cặp nào nó nó hot hot tí mình sẽ quyết định là mình át cái cặp này này mình có hai cái đồng này rồi đồng win k và đồng busd thì mình sẽ át cặp này đây mình sẽ nhấn vào phần detail và mình sẽ nhấn vào phần get win và busd lp đấy tức là át cái cặp vào pool thanh khoản của nó Ok, thì các bạn sẽ thấy được là hai cái đồng mình đã có đây, mình sẽ add hết. Đấy. Mình sẽ nhấn enable win. Mất một ít phí, các bạn nhấn xác nhận. Chúng ta sẽ chờ khoảng tầm một chút thôi. Các bạn nhấn vào phần ok được rồi, các bạn nhấn supply. Tức là chúng ta add cái thanh khoản Sau đó các bạn nhấn xác nhận nha Thì bây giờ có nghĩa là chúng ta đã add được thanh khoản thành công vào cái liquidity của nó Và đã đủ điều kiện để có thể tham gia vào chương trình Aeroop nhé. Một lệnh giao dịch thì chúng ta đã vừa giao dịch đồng BNB sang đồng BUSD rồi Add liquidity thì chúng ta vừa add cái cặp là cặp WIN và cặp BUSD rồi Đấy thế nên là bây giờ là đã đủ rồi nhá chúng ta check ở trên trang uh, Medium thì có một cái trang đó là trang để chúng ta có thể check cái điều kiện để các bạn có thể xem là chúng ta đã đủ điều kiện hay chưa tuy nhiên này thì cái số dư ở trên trang AirDrop này ấy, nó sẽ cập nhật trong vòng 24 giờ thế nên nếu như các bạn thấy rằng chúng ta chưa được Ok chúng ta sẽ phải thay đổi cái network nhá nó sẽ tự động có add cái network của các bạn ở đây thì các bạn nhấn vào phần À, chuyển mạng là được đấy thì các bạn sẽ thấy này hiện tại thì chúng ta vẫn đang còn số dư là balance là không không thì à, ở đây thì phải chờ cho nó sau 24 giờ thì các bạn sẽ cập nhật để xem là cái số dư của chúng ta đã thay đổi hay chưa đấy nếu như mà nó đã thay đổi thì các bạn withdraw đấy ok đấy như vậy là mình đã update xong cho các bạn về cái uh, chương trình soi finance và cách để chúng ta có thể đủ điều kiện để có thể tham gia vào chương trình Aerop à, chia sẻ 500.000 token roi dành cho người dùng quan cách nhá. Ok, đây là một dự án dự án này thì chúng ta chưa biết trước được điều gì. Tuy nhiên thì mình vẫn đánh giá khá là cao cho cái dự án này. Hy vọng là chúng ta sẽ có thể kiếm được thật nhiều coi và thật nhiều tiền đến từ dự án này nhé. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và đồng hành cùng với channel của Tiền Sư Phụ nhé. Những cái gì thắc mắc không hiểu thì các bạn có thể comment ở phía dưới của video. Mình sẽ giải đáp giúp cho anh em nhé. Còn bây giờ, xin thân ái, chào và hẹn gặp lại.